em cũng quen cũng 2-3 mối tình gì đó, nhưng mà đa số là tình yêu sét đánh không à, ra gặp nhau cái kịch kịch tôi đã yêu. Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi đầu tiên chúng ta bước ra sân khấu. À, chào em tên là gì? Chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh. Em tên là Bé, hay gọi là Baby á. À, em 24 tuổi, là nhân viên văn phòng. Bé, tình rất là ấn tượng ha. Xin mời chàng trai xuất hiện. À, xin chào. Chào bạn. Chàng trai bên đây là... À, em xin tự giới thiệu, em tên là Tường. Tường, bé dạ. Tường. Bao nhiêu dạ. tuổi? Em năm nay 25 tuổi. 25 tuổi, dạ. Bạn làm nghề gì? Dạ, hiện em là chuyên viên nghiên cứu phát triển của công ty cổ phần bón Bình Điền ạ. Cái gì mà dạ. ơi, không có nghe kịp. Phát dạ. triển, dạ. nghiên cứu về phân bón. Dạ, đúng ạ. Trong công ty bạn chắc nhiều bạn nữ lắm, mà sao không có quen mà đi đến chương trình bạn muốn hẹn hò? À, do là nhà em trồng ngò nhiều quá. À, dân gian ta có câu là thọ tan mà mất cọng ngò. Thương em đứt ruột, giả đòn ngó lơ. Em không biết tại sao nhưng mà khi thấy bạn nữ mà có cảm giác thích thích lại cứ lại ngó lơ. Ngại đúng không? Dạ. Không dám nói. Bé nè. Dạ. Nhìn thấy em thì rất là năng động nè, rồi trẻ trung nữa, mà tại sao mình phải cần nhờ tới chương trình ha? Thì em chắc cũng phải nhờ chị Cát Tường tư vấn cho em thôi, chứ không biết hiểu sao em trong em thì em nhìn trong gương thì em nhìn cũng được đó. Rất được. Nói chuyện thì rất là hài hước, vui vẻ. Mà không hiểu sao em không có lọt vào mắt xanh của các bạn nam hay sao. hình như các bạn nam thích những người dịu dàng hơn, những người tóc dài hơn á. Em thì hầu như là không có để tóc dài đâu. Mà từ hồi nhỏ đến lớn là mình có để tóc dài bao giờ dạ, chưa? Em để tóc ngắn thôi. Tóc ngắn từ đó đến dạ, giờ dạ. Nhưng mà là em chưa quen với ai hết. Nói thật sự là em chưa quen ai. Từ đó giờ chưa quen ai hết luôn. Dạ, chưa. Vậy là chưa có nắm chưa, tay. Chưa gì đúng. Ồ, trong trắng tinh nguyên luôn. Còn nguyên luôn. Còn nguyên luôn nha Linh ơi. Dạ, hấp dẫn nha. Ê, bạn trai thấy sao? Bạn gái bên kia chưa quen ai hết, chưa có mối tình nào hết, còn bạn thì sao? Thật ra thì em cũng quen cũng 2-3 mối tình gì đó, nhưng mà đa số là tình yêu sét đánh không à, ra gặp nhau cái kịch kịch cái là yêu à. Kịch kịch yêu hả? Là vô tình đi trên xe xe buýt hay gì đó, rồi tụi em chỉ gặp nhau nhìn nhau rồi tự nhiên yêu luôn. Yêu luôn. À, tôi xin hỏi bạn, bạn thích phụ nữ tóc dài hay tóc ngắn? Thích một bạn nữ có mái tóc dài, đặc biệt là thắt cái bím. Em không hiểu tại sao nhưng mà thấy bạn gái mà thắt cái bím là tự nhiên em thích liền. Thích liền. Nhưng mà bây giờ chị nghĩ là nếu như mà tóc nó cũng đâu quan trọng đâu em. Bây giờ em gặp cái đối tượng đó, tính tình người ta tốt, người ta phù hợp với mình, thì chị nghĩ tóc dài hay tóc ngắn nó không có quan trọng. Dạ, quan trọng với em á thì người phụ nữ là phải đặc biệt là thích ăn hàng. Ủa sao vậy? Gì kỳ vậy? Tại vì theo em á là ăn hàng là tính trời cho, cơm canh khỏi tốn mà khỏi lo rửa nồi. Trời đất ơi, là coi như là vợ là hai chồng là coi như đi ăn hàng thôi, khỏi nấu nướng. Làm thơ hay quá. Dạ, đúng rồi. Biết làm thơ vậy hả? Rồi. Bạn có hay làm thơ không? Dạ, lâu lâu rồi thì em cũng làm thơ con cóc bậy bạ vậy thơ thôi. Thơ cóc, rồi bạn đọc cái bài thơ nào bạn thích nhất, thơ tình á, thích dạ. nhất bạn đã từng làm. Dạ, bài thơ thì em tự em sáng tác thôi. Rồi. À, anh yêu em không vì sắc đẹp, cũng không vì lợi lộc giàu sang. Anh yêu em bằng tình yêu chân thật của một đời thơ dại ngây thơ. Của bạn làm. Dạ. Cái nào là hay hơn không? À, cũng nhiều lâu quá rồi, con cóc nhảy đi hết rồi. Thôi để tôi hỏi bên đây nè, bé ơi, giờ em thích cái người bạn trai của mình là người như thế nào nè? Em thì đơn giản lắm, thứ nhất là chân thật, thứ hai là hài hước, rồi là người là phải đem đến cho em có cái niềm tin. Bạn nam bên kia có mong muốn người bạn nữ của mình như thế nào không? Để tôi qua tôi coi mặt luôn nè. Mẫu người lý tưởng của bạn như thế nào? Em mong muốn một bạn gái là tính cách vui vẻ, hay cười, đặc biệt là có chiếc cằm khểnh, tóc thì thắt bím. À, và bạn ấy thì không cần phải dịu dàng lắm mà có cá tính mạnh mẽ và nói chung là hoạt bát là nhiều quá nha, răng khểnh rồi thắt bím này kia đủ hết ha. Bạn gái bên kia nhờ chị hỏi giùm em là em có biết hát không? Dạ cũng biết chút chút nhưng mà hát giọng cổ thôi chị ơi. Hát giọng cổ hả? Dạ. Thôi kệ, miễn có âm nhạc là được. Làm bảy câu á. Dạ. Cô hai ơi, cái bông lan cánh trắng nhị vàng, còn cái bánh bông lan cánh vàng nhị cũng vàng luôn. Chắc là mai mốt đây tôi về tôi ở luôn nơi này. Được. Chị thì chị nghĩ là hai bạn là
hợp với nhau. Yeah. Nhưng mà chỉ có một cái điều là chị đang còn lấn cấn thì không biết em có vượt qua được hay không. Đó là cái vấn đề tóc dài hay tóc ngắn, chị nghĩ nó không có quan trọng đâu em. Không sao vậy, tóc ngắn thì giờ có thể là chờ 5 năm nữa cũng được. Để em chờ 5 năm nữa luôn hả? Dạ. Chờ cho dài ra hả? Dạ. Chứ vậy? Tại vì người Việt Nam mình em thấy tóc dài thì rất đẹp. Và chờ 5 năm nữa thì mình cưới thì cái tóc dài nó nghĩa là giờ cương quyết bây giờ hẹn hò là bắt để tóc dài đúng không? Dạ. Rồi được rồi, để tôi truyền đạt lại. Dạ luôn hả ông? Bây giờ để tóc dài được không? Dạ rồi. 3 năm thôi là dài ngang vai rồi là được rồi. Bạn không thích người phụ nữ ở điểm nào? Dạ, em không thích bạn nữ ở H5N4. Dạ, H5. Dạ, H5 có nghĩa là hay giận, hay hờn, hay ghen và đặc hung dữ. Còn N4 có nghĩa là hay nhõng nhẽo, ngang ngạnh, nói nhiều và nhé. À, bạn không thích bạn gái H5N4. Dạ đúng rồi. Còn bạn gái không thích H6. H6 là háo sắc đó không? Hello. Dạ chào anh. Tóc ngắn ấn tượng quá, đẹp quá, tóc này tóc tén nè. Gì mà sao không có người yêu thì tức thiệt đó nha. Bạn nói sao á, gặp cái này mà không yêu mới lạ. Mẫu người lý tưởng của bạn như thế nào? Em thì không nhất thiết là phải giống một hình tượng ca sĩ hay nghệ sĩ. Ừ. Mặc dù là mình rất là thích anh Quyền Linh. Nhưng mà em cũng có một số cái tiêu chuẩn sau. Ừ. Cơ bản thôi. Thứ nhất là phải cao 1m, trên 1m65. Thứ hai là nước da là phải da châu Á. Da châu Á là thường da vàng thôi. Giống da anh vậy hả? Dạ đó. Thế là mẫu người là anh rồi đó. Ở thứ ba là bụng bự thì càng tốt. Trời ơi, lần đầu tiên muốn thấy hôm nay tôi mới thấy nghe bạn nói mấy người kia tao thích bụng nhỏ mà. Lý do tao thích bụng bự, em thích bụng bự bởi vì tối em nằm ngủ á, em ôm cái con sâu em thấy không có sướng mà con gấu, thế là em phải chọn người bụng bự. Chết rồi, cái này em không có rồi anh ơi. Bạn về dễ lắm, ăn nhiều vô bụng bự à. Trời ơi, hồi đó giờ tôi làm mai mối tôi mới thấy cái cô là thích đàn ông bụng bự á trời. Mấy ông đàn ông sao mà mắt mù hết trơn, không thấy ai hết. Cô chưa đẹp sao mà dễ thương dễ ớt luôn mà. Ở đây không bao giờ thấy có ai mà quen cổ lần sau, tao tức gì đâu tức. Bây giờ tính sao? Không á, tôi có nhiều thằng em lắm á nha, tôi làm mai cho cô kia đó nha. Rồi kéo màn lên. Khoái cái vụ mà khoái bụng bự á. Mẫu người như Quyền Linh thì cũng không có đen như Quyền Linh, trắng trắng nhưng mà thư sinh lắm ha. Rồi xin mời hai bạn. Chào anh. Chào anh. À, mình có món quà nhỏ nhỏ tặng cho bạn nha. Dạ cảm ơn anh. Ảo thuật ha. Ảo thuật. Bạn có bạn có đăng khởi không ạ? Dạ em không có đăng khởi nhưng biết mà. Biết hỏi nữa. Em có nụ cười duyên được không? Không sao, thấy bạn cười đẹp mà. Về ngoài quả lương ra anh còn hát được cái gì không? Nói chung là hát gì cũng được. Anh có hát rock được không? Rock được nhưng mà không có thuộc lắm. Không, em thấy anh hát giọng cổ hay đó. Còn hát rock thì không biết, em cũng đang tò mò. Để có dịp. Có cơ hội thì mình sẽ hát rock bạn nghe. Dạ em. Mình quên hỏi bạn là không biết là hồi nãy giờ bạn có chấm mình là được trung bình hay là trên trung bình không, hay là bị yếu rồi? Nhìn sơ qua thì em thấy ủa. Bụng mình nó không bự lắm, không biết thì bạn có thấy thất vọng không? Em nghĩ là cái bụng bự rất là dễ, em có cách làm cho bự. Cứ đi nhiều là bự, đi nhậu nhiều là bự. Thôi, hết giờ, chung riêng gì nữa. Trời ơi, giấu cái bông trong tay áo từ hồi nào giờ mà nó héo eo rồi vậy nè trời. 3 khắc đếm, chọn hay không chọn, mời bạn để tay vào nút bấm. 1 2 3 Hết thời gian. Ủa em nhấn nút rồi mà. Có nhấn không? Nhấn nhiều không? Nhấn hoài không được đúng không? Cuối cùng cũng được kìa. Lo rất là lo.
bên đây giật mình luôn. Bạn nghĩ sao nếu như mà bạn nữ không nhấn nút? Cũng thấy lo lo. Em đã nhấn em đè nút lắm rồi mà sao à, em có nhấn không mà sao nó chậm vậy? Có, không hiểu sao chắc tay em lạnh quá, em run quá. Trời ơi, tay lạnh ngắt luôn á nha. Nắm tay chút đi, là tay lần đầu tiên nè. Đó giờ chưa có được nắm tay nè, đó. À, chúc mừng hai bạn. Em thì đơn giản lắm, cứ người yêu dễ thương, với lại là nếu mà biết nhậu thì càng tốt. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của chương trình ngày hôm nay, xem là cô gái có thích bụng bự không. Hạ màn xuống. Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai bước ra sân khấu. Chào em, mời em. Chị Cát Tường chào anh Huyền Linh. À, chào ạ. Bạn tên gì? Dạ, em tên Tâm Ái. Tâm Ái. Tâm Ái hả? Dạ. Tên đẹp quá nha. À, bạn nay bạn nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 24 tuổi. 24 tuổi, mình đang làm nghề gì? Dạ, em bán quần áo, phụ kiện thời trang cho bạn nữ ở trên các mạng xã hội đó chị. Rồi, xin mời chàng trai chúng ta ra sân khấu. Chào bạn. Bên kia một cô gái tôi chưa thấy nhưng tôi nghĩ rất là dễ thương, tên Tâm Ái. Cái tên nghe nó rất là đẹp. 24 tuổi. Bạn dạ. Tên gì? Dạ em tên Thái Bình, 28 tuổi. Thái Bình. Dạ. À, hai cái tên này hay nha. Hay à. Một bên Tâm Ái, một bên Thái Bình. Bạn làm nghề gì? Em là bên xuất nhập khẩu. Bên đây có đặc điểm là nổi bật nhất là súng răng á. Cái gì? Súng răng. Đó bạn súng răng anh ơi. Ưu điểm của bạn là gì? Em nói nhược điểm của em nha. Ừ. Nhược điểm của em là nhát gái, mà ưu điểm của em là cư gái. Cái gì? Tức là sao thì vậy? Vì mà em thì nhát gái thiệt, nhưng mà khi mà cái người nào mà em đã thấy em chọn thì em chắc chắn em sẽ cưa cho dính. Hồi đó giờ bạn cưa được mấy người rồi? Dạ hai người. Hai người? Dạ. Lý do tại sao cưa rồi ngã rồi lại đổ luôn? Đổ luôn rồi quên kéo lên là sao chìm luôn. Nói chung là hết duyên. Ái thì trước giờ có mối tình nào chưa? Dạ em có hai mối tình. Hai mối tình dạ. Cũng hết duyên nên chia tay luôn rồi. Dạ em thì không hợp. Không phải hết duyên. Không tại hợp, sao không hợp? Quen bao lâu mới biết không hợp? Dạ gần đây nhất là em quen 3 năm. Với lại em rất là tự ti về ngoại hình. Có thấy mình dư khí không? Dạ có. Cái điều đó chị nghĩ mình có thể khắc phục được. Dạ nhưng mà đa phần là gặp mấy bạn trai á, ngay từ lần đầu gặp đầu tiên là thấy cho mình đập vô mặt mình là thấy tự ti rồi. Mình chưa khắc phục được gì hết đó chị. Thế sau khi chia tay với bạn đó đến giờ thì mình vẫn chưa tìm được một người nào hết. Dạ đúng rồi. Dạ. Em mong muốn cái người bạn trai của mình, cái mẫu người lý tưởng về chiều cao, cân nặng bên ngoài của bạn trai mình như thế nào? Em thì không đặt nặng về vấn đề ngoại hình, tuy nhiên là em cũng muốn cao bằng em hoặc hơn một tí. Ừ. Tại thấp quá mà em đi giày cao thì nhìn cũng tội cho bạn ấy. Chắc là phải đô con một tí. Đô con là gì nữa? Thích thể thao. Tại sao bạn thích đô con? Dạ tại vì em cũng không có nhỏ mà bạn ấy nhỏ nữa thì nhìn đi giống số 10 anh ơi. Bạn thầy đáp ứng được nhu cầu của nó chưa? Thể thao thì em có rồi đó. À rồi về đô con có không? Cũng có miếng. Bên đó cao mét mấy? Em cao mét 65 chị. 65 hả? Dạ. Tiêu chí của bạn tìm người yêu hình dáng thế nào, cụ thể thế nào? Em thì đơn giản lắm, cứ người yêu dễ thương, với lại là nếu mà biết nhậu thì càng tốt. Hả? Sao vậy? Thì em đâu biết nhậu đâu, nhiều khi đi chơi bạn bè rồi có bạn gái mà biết nhậu đỡ với mình hơn. Mà chị nói cho nghe nha, thường mà nhậu là hay bụng bự lắm đó, rồi em có thích bạn gái mình bụng bự tại nhậu không? Nhiều khi đi nhậu bụng bự rồi cho tập thể dục là hết bự rồi chưa? Bạn thích phụ nữ tóc dài hay tóc ngắn? Dài ngắn cũng được, miễn có tóc là được. Giống anh Nguyễn Lâm quá. Thích phụ nữ hiện đại hay là truyền thống? Quan trọng là tính hết người ta thôi. Tính hết là chính đúng không? Dạ đúng rồi. Bạn không thích phụ nữ như thế nào? Dữ dằn. Người ghen tuông mù quáng, với lại một cái là đừng có tám quá. Tám quá là sao? Nhiều chuyện anh. À dạ. Chúng ta sẽ xem mặt thử coi như thế nào ha. Rồi tôi sẽ thông báo với bạn để coi. Bên đây. Chào anh. Chào bạn. Sao vậy? Tròn tròn, mũm mâm mũm mỉm. Bên kia cũng tròn tròn, mập, bụng phụ nữ. Em không thích gì về người bạn trai của mình. Không thích.
Em không thích bạn ấy nhậu, bù nhậu với lại những người đàn ông yếu đuối hết chị. Bạn có hay nhậu không vậy? Dạ không, em không biết hút thuốc, không biết nhậu. Không biết thuốc cũng nhậu luôn. Dạ. Bởi gì nữa không? Bụng bự. Tại sao không thích bụng bự? Bụng hơi bự nha. Bụng dạ. Mình đâu có nhỏ đâu mà thích người ta không thích. Nhưng mà bụng. Đàn ông bụng bự thì khác, nó bị yếu á chị. Yếu gì? Yếu gì? Yếu gì để từ từ em tìm hiểu sao. Hả? Mà nói cụ thể đại đi. Dạ thường người ta nói đàn ông mà bụng bự thì sinh lý yếu. Chưa biết em ơi. Chưa biết em ơi. Quay quay cái bụng coi, quay cái bụng coi. Đâu bự lắm đâu chị. Hốt đồ đó. Bây giờ bụng bạn có bự không? Cũng tạm tạm. Quay qua tôi nhìn mặt coi cái gì mà tôi nhìn làm mai làm mối mà cứ quay mặt bên kia không. Sao tôi về tôi biết được. Tôi nói cỡ, được. Cỡ. Bên đây hơi dư kilo quá, bạn có ngại không? Không có gì. Thì có gì đi tập thể thao với em thôi. Ok, vậy được ha. Dạ. Thoáng lên miễn là tánh tình dễ thương học. Dạ đúng rồi. Tình lập lý là được rồi ha. Dạ. Rồi, thấy cũng được đó. Và bây giờ chúng ta sẽ có 2 phút cho hai bạn gặp nhau. Kéo màn lên. Dành hai bạn. Chào anh. Chào em. Có chui thằng qua đó. Chúc em cuối tuần vui vẻ. Cảm ơn anh. Dạ. Em có thường hay đi chơi bạn bè, đi xem phim hay là cà phê được không? Em thì không thích tụ tập bạn bè, đa phần là em chỉ chọn một người bạn thân nhất để mình đi thôi. À. Nếu mà cuối tuần mà em có rảnh á thì có thể đi xem phim với anh. Rủi như hai người đang đi coi phim ở đây trúng gió xỉu rồi có ẩm nổi không? Cố gắng chị. Ở dưới quê mặn lúa thì khiêng lúa nổi mà chứ mà đã bồ khiêng nổi. Không, mà này đồ con lắm à, thấy có đùi kìa, ghê chưa, tay rồi. Em đọc mình coi. Nó banh mà. Bự lắm. Giờ nhà anh cũng làm ruộng hả anh? Giờ cho thuê không à, chứ nhà không làm. Em nghe làm ruộng em cũng sợ, tại em không biết loại ruộng. Em loại ruộng lúa chết hết á. Em có thích đi du lịch không? Dạ có, em rất là thích đi du lịch. Rồi từng ngày mình xem phim từng sau về quê anh. Rồi từng sau nói làm gì anh? Thì từng sau rồi tính tiếp. Anh cứ alo là em lên đồ là đi ngay. Rồi, ok. Cái này mà dân gian người ta nói là chịu đèn nè. Đúng không? Alo lên đồ lên ngay đúng không? Dạ. Yeah. Vậy nếu như anh tìm được một người bạn gái phù hợp thì anh nghĩ trong bao lâu anh sẽ kết hôn? Nếu mà bạn gái phù hợp thì có thể cuối năm nay. Lẹ dữ vậy, anh còn có 4 tháng nữa à? Nếu mà không được thì đầu năm thôi. Rồi, nghỉ ăn cơm. Hết giờ. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái giây phút quyết định là có hẹn hò với nhau hay không. Đặt tay ra sau nút. 1 2 3 Tôi khỏi nhìn, tôi cũng biết là nhấn nút rồi. À, chúng ta dạ. Có một cuộc trao đổi hết sức là thẳng thắn cặp với nhau. Cặp này xứng đôi nha. À, và tôi nghĩ rằng hai bạn nói chung là nặng ký. Có thể cổng bạn này nổi không? Dạ nổi. Tao cổng thử đi. Dạ cổng đi xuống thôi. Thôi cổng thử, cổng thử đi. Để sao tính sao đi anh. Không, rất là dễ thương, rất là thẳng thắn. Chúc mừng hai bạn. Hy vọng rằng hai bạn sẽ còn tìm thấy nhiều điểm chung với nhau nữa. Và bây giờ qua. Năm nay 30 tuổi, em chưa biết lấy vợ. Dạ, chưa có một lần nắm tay ai. Đã lên đây thì xác định lấy để kiếm vợ. Kiếm vợ, quyết tâm cho bằng được. Đó là do em nha, bản lĩnh hay không là do em nha. Dạ. Em tưởng tượng một người đàn ông bên cạnh em là người như thế nào? Một người điềm đạm, có hiểu biết, có chí cầu tiến. Nói chung là người ta đủ cái trưởng thành và có cái hướng về gia đình ấy. Mời nhà trai. Rồi, mời em trai ngồi. À, xin mời nhà gái. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và toàn thể khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Tên là gì? Em tên là Hoàng Văn Tưởng, em đến từ Nghệ An, năm nay em 30 tuổi. Hiện tại em đang làm nhân viên cơ khí tại công ty Tấn Tài ở Bình Chuẩn, Bình Dương ạ. Em vào Nam lâu chưa? Em làm được năm ở Bình Dương. Năm rồi. Dạ. Rồi, bây giờ đến nhà gái mình nào. Dạ, em chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh, quý khán giả xem đài và anh bên kia. Em là Lê Kiều Trang, năm nay em 29 tuổi. Quê em ở Thanh Hóa.
Hiện thì em đang sống tại quận 12 và làm việc cho công ty thương mại của Mỹ tại quận Thủ Đức. Em nói luôn cho bên đàn trai họ nghe đi là cái khuyết điểm và cái ưu điểm của mình như thế nào? Dạ, cái ưu điểm của em ấy thì là em luôn luôn có suy nghĩ tích cực lạc quan, sống thì chân thành, nhiệt tình với mọi người. Còn cái khuyết điểm của em ấy thì là em hơi cầu toàn một xíu. Với bản thân em thôi, còn với mọi người thì em rất là thoải mái. Rồi mời nhà trai. Dạ, em ưu điểm của em thì em không hút thuốc ạ. Vậy em vui vẻ, hòa đồng, sống có trách nhiệm trong công việc cũng như trong cuộc sống. Em biết nấu ăn, và là con người của gia đình ạ. Có khuyết điểm gì nào không? Khuyết điểm thì em hơi rụt rè trước các mối quan hệ mới bắt đầu quen ạ. À, rụt rè từ trước mối quan hệ bắt đầu quen. Dạ. Nhưng vậy... sao quen rồi thì không rụt rè nữa đúng không? Dạ, với lại khuyết điểm lớn nhất của em là năm nay 30 tuổi rồi mà chưa biết lấy vợ ạ. À, chưa biết lấy vợ. Nhưng mà có mấy mối tình rồi? Em chưa có mối tình nào. Chưa có luôn hả Tưởng hả? Dạ. Hồi xưa giờ em chưa bao giờ yêu thầm trộm nhớ ai nữa à? Yêu thầm trộm thì em yêu thầm trộm nhiều, nhưng mà em hơi bị rụt rè trong các mối quan hệ cho nên em không dám tiếp xúc á. Không dám tiếp xúc, không nói là yêu thương luôn. Dạ, khổ thân dám. Em tôi vậy. Rồi còn mình thì sao? Mình có mấy mối tình rồi cưng? Dạ, em thì có hai mối tình. Một mối tình thời sinh viên và một mối tình cách đây 2 năm. À, em chia tay cách đây 2 năm rồi, lý do chia tay? Do là anh ấy hơi gia trưởng. Quen được bao lâu? Cỡ 6 tháng. 6 tháng, thế dạ. Gia trưởng mới chạy luôn. Dạ. Tưởng có gia trưởng không? Dạ, em ấy cũng bình thường thôi ạ. Ừ, bình thường mà sao không có con gái dạ. Nào bên cạnh nhỉ? Chắc là khó tính lắm đúng không Tưởng? Cũng phải ạ, bởi vì cái tuổi trẻ của em thì nó cũng hơi bị, gọi là hơi bị gian nan ạ. Ừ, mà lớn lên thì em có đi... xuất khẩu lao động được 5 năm ở Ả Rập Xê Út. Ừ. Mà bên đó thì phương tiện liên lạc nó hơi bị hạn chế. Với lại bên đó cái phong tục tập quán của người ta khác. Giờ giấc nó cũng chênh lệch nhau nhiều, cho nên là em cũng khó có thể là tiếp cận được một bạn nữ. Chưa bao giờ có ý tưởng là sẽ lấy vợ ở Ả Rập Xê Út. Bởi vì cũng có ý tưởng cũng không bao giờ được. Lý do? Mình không đủ điều kiện. Ờ, như vậy là 30 tuổi rồi mà mình chưa có một mối tình chính thức nào. Dạ, chưa có một lần nắm tay ai. Chưa có một lần nắm tay ai, chà, em có áp lực không em? Em áp lực không? Hơi hơi ạ. Vậy thì cái hình mẫu lý tưởng của em thì như thế nào? Dạ, em thì cũng muốn tìm cho mình được một người bạn gái. Tính tình thì vui vẻ, hòa đồng, với lễ phép. Ừ. Có cần đẹp gái không? Đẹp có thì cần... cũng dễ nhìn một xíu được. Ừ. Rồi có chịu đặt nặng về chiều cao như thế nào không? Bạn nữ cao tầm khoảng 1m55 rồi lên được. Ừ. Đã lên đây thì xác định là lên đấy để kiếm vợ. Kiếm vợ, quyết tâm cho bằng được. Đó là do em nha, bản lĩnh hay không là do em nha. Dạ. Vừa rồi có ông bạn ở ngoài quê vào, mẹ em có nhắn rồi. Nhắn mấy lời nhưng không phải là nhắn hỏi thăm sức khỏe. Mà có nói là Tết nay về quê thì nhớ dắt người yêu về, không thì đừng có về quê nữa. À, không thì đừng về quê. Cho nên là... áp lực nặng nề quá trời quá đó. Ừ. Em xin mời anh điều tra, điều nghiên bên nhà gái em nhé. Ừ. Dạ, em chào anh. Chào em gái. Dạ. Em tưởng tượng một người đàn ông bên cạnh em là một người như thế nào? Một người điềm đạm, ừ. Có hiểu biết, có chí cầu tiến. Nói chung là người ta đủ cái trưởng thành và có cái hướng về gia đình ấy. Nhiều. Anh bên đây có chí cầu tiến nè. Có hết luôn. Trưởng thành cái có hết anh luôn. Anh bên đó là có hết luôn, chỉ có là chưa có người yêu thôi đó. Đúng rồi. Cái gì anh cũng có rồi. Dạ. Được đó. Dạ. Ha. Em đi với ai vậy? Dạ, em có đi với chú thím với lại hai bạn của em. À. Dạ. Xin mời gia đình, đại diện gia đình đàn gái ạ. Xin chào Hensi, Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ. Xin chào quý khán giả trong trường quay. Tôi là chú ruột của cháu Trang. Mà hiện nay thì tôi đang sinh sống ở Bình Dương. Gia đình ở cháu Trang thì ngoài Bắc. Điều kiện xa nên là cũng không ai vào đây được. Còn đối với cháu Trang thì có thể nói thêm là cháu ngoan hiền và có cái đức tính linh hoạt, thông minh và xác định cái sự nghiệp của mình thì hướng phấn đấu là rất cầu toàn, cầu tiến. Còn đối với bên trai thì qua trình bày của cháu thì thực tế mà nói thì với bên ngoài về hình thức rồi qua cái trình bày thì chúng tôi thấy là cũng được. Đấy, có nghĩa là chúng tôi thấy cũng phù hợp với cái điều kiện rồi cái hoàn cảnh. Đấy, thì bây giờ là chúng tôi cũng lên đây thì cũng mong sau đó là đây là cái duyên để hai cháu là gặp gỡ rồi là trao đổi thêm, thì nếu mà được thì tiến xa hơn, còn không thì cũng là bạn bè. Đấy, chúng tôi cũng mong như thế.
Rồi, cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Em trai đi với ai? Dạ, em đi với đồng nghiệp của em, với sếp của em, với cậu anh em đi cùng. Rồi, xin mời đại diện nhà trai ạ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh với chị Hồng Vân. Dạ. Xin chào quý vị trong khán đài. Em là cấp trên của Tưởng ở trong công ty. Cũng như là theo em làm việc mấy Tưởng từ đó tới giờ, thì em thấy Tưởng là một người không phải nói là hiền mà rất là hiền. Mặc dù là trong công ty chứ thực chất là toàn bộ những người trong công ty đều chọc Tưởng. Ai cũng chọc được Tưởng, kể cả gái lẫn trai. Nhưng mà làm việc thì tốt không? Làm công việc thì rất là tốt. Chuyên tâm, chuyên cần, đảm bảo hoàn thành công việc. Theo em thấy Tưởng và bạn gái bên này, thứ nhất là tướng bóc thấy hợp lý. Thứ hai, hai em thì anh thấy là đều là hiền. Có thể đến làm việc đến được với nhau thì là cái tốt. Hãy tạo điều kiện cho nhau, em xin hết. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn em. Hình như là anh nói đúng đó, hai người rất là hợp với nhau nhiều thứ luôn á. Bây giờ hai bạn gặp nhau đi nha. Mở rào. Bắt đầu công việc của mình đi Tưởng. Mình nhận mình quay rồi. Chào em. Anh có món quà tặng em. Dạ, cũng có món quà tặng anh. Anh cảm ơn. Dạ. Tặng cuốn sách có ý nghĩa quá hả? Dạ. Sao ý nghĩa sao em muốn tặng cuốn sách Hiểu Về Trái Tim này em gái? Trong cái cuốn sách này thì em cũng rất là tâm đắc. Nó cũng có những cái triết lý mà có những cái trải nghiệm sống sâu sắc. Khi mà mình đọc cuốn sách thì mình cũng có thể hiểu được cái diễn biến tâm lý cũng như là cái cảm xúc của mình. Tại sao lý giải được cái cảm xúc, tại sao nó lại như vậy để mình có thể có một cái cuộc sống thật là bình yên, thật là hạnh phúc ạ. Cảm ơn em. Món quà của anh có một chú gấu. Anh muốn là gửi gắm cái tình cảm của anh vào chú gấu. Về em sẽ để đến giường của em, đầu giường của em. Có thể là mỗi tối thì nó có thể là được ngắm nhìn em mỗi tối. Hoặc là nếu như mà em muốn ốm nó cũng được. Dạ, em cảm ơn anh. Tuy nhiên nó hơi nhỏ xíu, nhưng mà nếu như mà em muốn một chú gấu mà ấm áp hơn và lớn hơn thì đây là, đó là anh. Dạ. Và chúng ta hãy cho nhau một cơ hội. Dạ. Rồi, mình ngồi xuống đi em. Hai bạn cảm nhận lần đầu tiên gặp nhau đó. Em thấy anh thế nào? Em thấy anh hiền. Có vẻ là ít nói. Đúng rồi, anh cũng phải là ít nói. Nhưng mà mới giao tiếp lần đầu thì anh cũng hơi rụt rè một chút xíu. Anh thấy em thì cũng người cũng tình cảm, cũng thoải mái. Hy vọng là chúng mình cho nhau một cơ hội để tiến tới có một cái kết cục nó tốt đẹp hơn. Dạ. Theo quan điểm của em như thế nào về tình yêu và hôn nhân? Cho anh hỏi em. Em thì em quan niệm là trong tình yêu thì cần có phải sự tin tưởng chung thủy và cùng nhau xây dựng nó với có thể là đi với nhau lâu dài và hạnh phúc đó. Quan điểm của anh thì như thế nào ạ? Thì anh cũng quan điểm về tình yêu phải chân thật với tin tưởng nhau. Có gì thì hãy chia sẻ cho nhau và em hãy cởi mở cái lòng mình một xíu để anh có thể tiếp cận được em trong thời gian có thể nó gọi là nó rút ngắn bớt, nó thuận lợi thì Tết nay có thể mình về ra mặt cũng được. Dạ. Anh làm bên ngành cơ khí ấy thì không biết là dân kỹ thuật thì có khô khan không anh ha? Đúng rồi, anh cũng là người khô khan cho nên tới nay anh vẫn chưa có mối tình nào. Trước giờ anh có cảm tình đơn phương với ai hay như nào không anh? Không, nói chung cảm tình thì anh chỉ có thích thoáng qua thôi. Nhưng mà để mà cảm tình, để mà mình si mê này kia anh chưa có. Chưa có cảm tình với một ai luôn đó. Nhưng mà thật sự là bây giờ ngồi nhìn cô gái bên đó đi. Em có một chút xíu gì cảm tình, một chút gì đó, gọi là con tim nó có thay đổi, một rung động gì chưa? Dạ, ở đâu á? Ở đây hay là... Ở đây. Anh hỏi đâu giờ? Ở đấy thì tất nhiên anh em gặp bạn nữ thì em cảm thấy là cũng thích rồi. Nói chung cái con tim của em nó đập rất nhanh, rất hồi hộp. Giọng nói của em nó cũng hơi run. Bây giờ nè, mình còn thêm một chút giao lưu cảm xúc nữa ha. Mình bước tới, mình nắm tay hai cái tay cô gái, đứng lên. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, nắm hai tay luôn nào. Để mình trao nhau cảm xúc ban đầu. Mình hãy cho nhau một cơ hội nha em. Nãy giờ xin cơ hội hoài, nói tiếp đi nào. Nãy giờ xin ba lần rồi đó. Nói về những suy nghĩ của mình với cô ấy đi. Anh thấy em cũng là con người là hiền, cũng xinh, cũng mẫu người, cũng giống như mẫu người của anh chọn. Thì em hãy xíu nữa hãy bấm nút nhé. Vâng, xíu nữa mình sẽ biết. Nếu như mà em mà chọn một con người để cho mang lại cho em một sự giàu sang, sung túc hơn thì chắc là anh cũng chưa có thể hứa được, nhưng mà anh có thể hứa với em là anh có thể mang lại cho em được
một cuộc sống ấm no, hạnh phúc và em có thể cảm thấy an toàn khi ở bên anh. Yes. Đấy, được đấy. Nào, nhìn thẳng vào mắt nhau, hát một bài nào đó thật cảm xúc nào. Vấn đề bây giờ em đang chinh phục cô gái đó. À, rồi thì nói chung em đến từ Nghệ An. Thì anh sẽ muốn hát cho em một bài Dòng Nghề Tìm Về để là em tìm về với anh luôn. Nhìn cô nghe gái tiếng hát ái quen rửa dòng người xa lạ, một cái bắt tay nỉ em người mổ đỏ. Cái giọng quê ta đậm đa sâu nặng, tiếng nói quê mình mộc mạc mà thương, tiếng của quê hương về trong nỗi nhớ. Đã gặp nhau rồi ranh dễ lắm quen, đưa nhau tìm về hai chữ đồng hương. Giờ gặp nhau đây xôn xao tiếng nghệ, mời anh mời chị mời bạn mình ơi, em yêu giọng nghề thì anh dắt em ta cùng về. Thì anh dắt em ta. Dễ thương. Bạn gái hát tát lại đi. Em thì em không có cái năng khiếu hát, nhưng mà em thấy là trong cái cuốn sách này nó cũng có một xíu đoạn thơ mà em cũng cảm giác là mình tâm đắc. Thì em xin đọc cho mọi người cùng suy ngẫm. Ngày mai sẽ ra sao, bây giờ ai biết được, phút hiện tại nhiệm màu, hết lòng với nhau trước. Cảm ơn. Trở về ghế cho các bạn. Chúng ta lắng lòng mình lại, kiểm tra thật sự con tim mình có rung động chưa? Một nửa mảnh ghép này có phải là của chúng ta hay không? Nếu thật sự, chúng ta đừng ngại ngùng gì cả, bấm ngay cái nút bấm đó, không cần đếm. Còn nếu không, thì chúng ta để dành nút bấm đó cho người khác. 1 2 3. Hết thời gian. Em không bấm hả? Em gái không bấm. Không sao. Thật sự là có vẻ em cảm nhận đây là chàng trai nhút nhát hay là như thế nào? Dạ thì thực ra là em cũng thấy anh hơi nhút nhát một xíu, nhưng mà em cũng rất là quý cái sự chân thật của anh, rất rất là chân thật. Thì là em nghĩ là em cần thêm thời gian, nếu mà trước là có thể làm bạn thì còn trong cái giây phút này thì em cảm thấy là mình nên sống thật với những cảm xúc của mình thì sẽ tốt cho cả hai người. Thôi. À, chúc cho ta sớm tìm được hạnh phúc ở đâu đó xung quanh chúng ta thôi các bạn nhé. Rồi bây giờ mình nhận quà của chương trình đi. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30% khi đến mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Mong rằng những bộ cánh lung linh tại The Maven sẽ giúp buổi hẹn hò của bạn thêm phần lãng mạn và đầy yêu thương. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Toshiba Việt Nam gửi tặng hai bạn mỗi bạn một chiếc máy lọc không khí CAF N30 diệt khuẩn và khử mùi bằng ion âm, loại bỏ bụi mịn PM2.5 đến 95%. Rồi chúc hai đứa mau tìm được một người của em. Cảm mình ơn nha. Chương trình. Ok tự. Rồi. Mỗi người một con đường. Rất tiếc cho chàng trai nhưng không sao. Trên sóng truyền hình có rất nhiều cô gái cũng sẽ nhìn thấy chàng trai đó là một nửa mảnh ghép của mình. Hãy gửi nút bấm về cho chúng tôi nha. Và cũng rất nhiều chàng trai hãy gửi nút bấm về để chọn cô gái của chương trình. Chúng ta sẽ làm quen với nhau và biết đâu một ngày nào đó chúng ta sẽ là một trong những người có thể chinh phục được trái tim của những người trong gia đình bạn mối ngò mà họ chưa bấm nút. Bây giờ chúng mình gặp cặp đôi thứ nhì đi ha. À, xin mời. Rồi. Thì ưu điểm em là thuộc tiếp người hoàn toàn của người phụ nữ gia đình. Thì em biết vun vén cho gia đình, biết tiết kiệm, biết sạch sẽ gọn gàng và chăm sóc chồng con. Nói chung là em thuộc tiếp người phụ nữ hoàn toàn á. Thì biết nội trợ. Phụ nữ thuần chủng đó. Dạ. Phụ nữ của gia đình đó. Nói gì đó. Nhìn mặt em hung dữ nhưng mà anh rất là dễ thương. Nhưng mà mọi thứ anh có thể làm cho em cảm giác an toàn. Mời nhà trai. Đây. Chào em trai, anh ngồi. Xin mời nhà gái. Mình nói chuyện lớn lên để cho giao lưu cái tiếng nói đầu tiên ha.
để chút xíu mình gặp nhau luôn. Mời bạn trai. Dạ, xin chào tất cả quý vị và khán giả trong trường quay, và chào anh Quyền Linh với lại chị Hồng Vân. Chào em. Em tên Vũ Hoàng Hiệp, năm nay em 40 tuổi, nghề nghiệp em là tự do. Quê gốc của em là Hà Nam nhưng mà sống và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Là công việc gì? Công việc của em là em nhà em có cho thuê phòng trọ. Ừ. Quận mấy? Ở Phú Nhuận. Nào anh tới anh thuê vài phòng nha. Đợi em đang có dự kiến xây thêm 10 đó. Vậy cho anh thuê 10 phòng đó luôn đi. Anh cho thuê lại thôi chứ gì chứ. Dạ thì em lấy anh ba thôi, anh thu người ta 3,5 được không em, có lời. Đúng rồi. Lấy 3,5 ha, hả nha. Được, cũng được, anh em mình làm ăn nha. Trời ơi Linh ơi Linh, bữa nay đi hẹn hò mà ông bàn cái chuyện làm ăn là sao trời. Trời, có lấy lời phòng trọ cho thuê cũng được. Mình giới thiệu về mình đi bé. Em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Em là Võ Thị Ngọc Thủy, năm nay em 35 tuổi. Em là nhân viên bán hàng. Rồi em ở đâu? Em ở với ba mẹ em ở Gò Vấp. Em nói luôn đi, một cái ưu điểm gì, nhược điểm gì? Thì tính em trầm tính và ít nói. Thì ưu điểm em là thuộc tiếp người hoàn toàn của người phụ nữ gia đình. Thì em biết vun vén cho gia đình, biết tiết kiệm, biết sạch sẽ gọn gàng và chăm sóc chồng con. Nói chung là em thuộc tiếp người phụ nữ hoàn toàn á. Thì biết nội trợ. Phụ nữ thuần chủng đó. Dạ. Phụ nữ của gia đình đó. Dạ. Em quản lý phòng trọ được không? Dạ quá được anh. Luôn thì quá em, được. Em rất là thích kinh doanh. Nếu mà có duyên với nhau thì em sẵn sàng về giúp cho anh quản lý phòng trọ. Thấy chưa? Được tuyệt ha. Vời, tuyệt vời. Hiệp, điểm mạnh điểm yếu là gì? Dạ, chào em. Dạ. Nói lớn lên coi nào. Dạ. Ưu điểm của em là sống tình cảm. Ừ. Khuyết điểm là gì? Dạ, khuyết điểm là hơi nóng tính, dễ tin người. Nóng tính cỡ nào? Em im lặng và đi ra ngoài. Ừ, được. Ai? Rồi cái đường tình duyên của em sao? Em có mấy mối tình rồi? Thực tế ra là em có 3 mối tình, nhưng mà thì cái mối tình thứ hai của em á, là người đó em có đăng ký kết hôn luôn. Ừ. Là đã ly dị rồi, là có một đứa con. Rồi, ở với mẹ? Ở với mẹ, giờ mấy mẹ tuổi? Mẹ lấy chồng rồi, được 8 tuổi. Gái hay trai? Con trai. Rồi em có gặp thằng cua 8 tuổi của em không? À, năm ngoái em có gặp, vì dính dịch cái là giờ từ hôm dịch giờ em đi không đi đâu được hết á. Vì em mong muốn điều gì ở cái người phụ nữ đó? Phụ nữ em chỉ cần người ta hiểu chuyện thôi, chân thành thôi, có gì nói đó. Tế, sống thực tế thôi. Em thì 40 rồi, cái suy nghĩ nó cũng cứng rồi, nên em biết lắng nghe nhiều hơn và em hiểu chuyện. Ừ. Cho tôi hỏi đàn gái xíu nào. Dạ. Đàn gái có đường tình duyên thế nào vậy? Em có hai mối tình, một mối tình là sinh viên, một mối tình là cũng chia tay gần đây. Mấy năm? Một năm, nói chung là anh đó không biết tôn trọng và chia sẻ. Ừ. Chia tay bao lâu rồi cưng? Dạ khoảng 3 năm ạ. Nhưng vấn đề chỗ nãy giờ em nghe câu chuyện anh bên đây, em cảm nhận thế nào? Em có lo lắng điều gì không hay là em có ngại điều gì không? Em hỏi một câu là hiện tại anh vẫn đang hàng tháng cung cấp cho con phải không ạ? Có cung cấp và để một cái quỹ cho nó nữa. Vấn đề đó anh thì tiền bạc thì anh không có quan trọng cái phải như thế nào hết. Đó là con anh mà. Dù cả kể em cũng vậy. Sau này mà nếu là có chung với nhau á thì anh cũng chu toàn đôi bên cân bằng hết. Ý em á là giả sử như mình có duyên bấm nút với nhau á. Dạ. Thì á, em muốn là anh có cái sự rõ ràng với em, đừng có giấu giếm. Tức là em không phải là ích kỷ hay nhỏ nhen gì đâu. Em muốn có cái sự rõ ràng với nhau á. À. Đó vậy thôi. Không hiểu hiểu mà. Ừ. Hôm nay em đi với ai bé? Em đi với mẹ em và ba em. Rồi, chào cô chú. Rồi, cô chú có ý kiến thế nào về người đàn ông này? Tôi thì tôi không đặt vấn đề quan trọng giàu nghèo hay là chu cấp hay thế nào. Dạ. Nhưng mà khi là người đàn ông biết chăm sóc gia đình, phải dạ. thành thật, không rượu chè, hút dạ. sách, cờ bạc. Đó là điều tối kỵ của tôi. Bây giờ mình không có nói gì được, tại vì gặp nhau mấy cái phút ngắn ngủi quá, không dạ, có nói rồi. Được gì hết. Dạ. Thì hai người có thể tìm hiểu nhau. Nếu có dạ. duyên có nợ thì tốt, còn dạ. không duyên không nợ thì cũng như là bạn bè dạ, thôi. Dạ. Để quên nói chào hai MC dạ. Linh dạ. Vui vẻ hoặc bác và cô Hồng Vân dạ. xinh đẹp dạ. vui vẻ. Cảm ơn chị. Dạ. Cảm ơn cô ạ. Em trai đi với ai? Dạ em đi với bà chị Kết Nghĩa. Rồi xin chào chị. Dạ em chào chị ạ. À. Xin chào chị Quang, anh Hoàng Linh và chị Hồng Vân. Hiệp ơi, cô bé bên đây rất là xinh. Dạ. Tính tình cũng năng động đó. Thì chị hy vọng là hai đứa cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu ha. Tại vì cái vừa qua cái câu chuyện của Hiệp bên đó thì lúc đầu thì nó hơi trắc trở đó. Chị hy vọng sau này thí dụ như được thì tụi em tìm hiểu kỹ hơn và đến với nhau cho hai bên gia đình vui vẻ. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Hai bạn cũng lớn rồi, có thể đủ quyết định tương lai của mình.
mở rào. Bắt đầu đi Hiệp. Dạ, em tặng anh. Cảm ơn. Cảm ơn em. Nói chung là cảm nhận đi, em cứ cảm nhận về anh đi. Ví dụ em có gì chia sẻ với anh. Anh hiện tại ở Phú Nhuận luôn hả? Đúng rồi. Thì hiện tại là em là nhân viên bán hàng, thì sau này em có thể thi lên làm quản lý. Nhưng mà cái hướng của em á là muốn là chồng trụ cột trên kinh tế chính và em bán hàng online. Hoặc là về này sau này em sẽ phụ anh quản lý kinh doanh phòng trọ. Thì em rất là thích kinh doanh, thì ý anh thế nào? Thật sự ra cái kinh doanh phòng trọ nó chỉ là một cái bàn đạp của anh thôi. Là chỉ một cái để làm chân đi thôi. Còn thực ra cái định hướng của anh là anh qua dịch anh còn mở công ty. Tại vì anh có những cái quan hệ dịch vụ rất là tốt. Anh muốn mở dịch vụ công ty dịch vụ thương mại. Dạ. Thì còn anh biết cái định hướng em như em nói là em có những cái tư tưởng về khoái kinh doanh. Thì anh nghĩ rằng là nếu mà có cơ hội chúng ta sẽ làm việc với nhau nữa nhiều hơn. Dạ. Dù như không có thành thì cũng thành này thành kia. Dạ. Phải không anh? Nhưng mà anh mong là anh cũng 40 rồi, em thì cũng 35. Phải không? Thì cứ cho nhau cơ hội. Cô bạn này là giống tâm trí tưởng tượng của em không? Dạ, em thấy ấy rất là dễ nhìn mà. Dễ thương nữa. Dễ thương ha. Dạ. Còn em thấy anh này sao? Lúc mở rào ra em thấy... Thật ra thì em không đòi hỏi gì ngoài hình người đàn ông. Em chỉ quan tâm là người đàn ông biết tôn trọng và có sự vươn lên trong sự nghiệp, có ý chí trong sự nghiệp thôi. Đúng rồi. Anh đảm bảo những điều đó. Tại vì cái đầu óc của anh đó, anh nói anh nhìn đâu đến cái tiền đó. Ta từng làm rồi, từng mở quán bún cá Kiên Giang ở trong phố Bùi Viện rồi. Nhưng mà mình mở ngu quá, mình cứ đưa cho cái cô kia đến nấu, cái tự nhiên cô bỏ đi, cái mình bơ vơ luôn. Dở vô đó đó. Thôi nói chuyện tình yêu đi, làm ăn hoài. Vì nãy nghe nói nhà Gò Vấp thì mình ở đường nào á? Em ở đường Cây Chăm. À, Cây Chăm thì anh từ nhà anh qua đó cũng gần mà. Dạ. Yeah. Gần sệt luôn á. Thì anh nếu mà được á, rảnh thì anh có thể mời em đi ăn. Dạ. Yeah. Mong em tạo điều kiện cho anh. Dạ. Yeah. Ok. Ai nhìn anh cái nhìn ban đầu á, người ta cũng nói anh khó gần. Nhưng mà khi nói chuyện anh rồi á, thì người ta lại muốn thân. Dạ. Yeah. Thật. Nhìn mặt anh nó khó chịu lắm, nhìn mặt anh lúc nào cũng châu châu mày nè. Nói chung nhìn mặt hung dữ á. Thấy cái chân mày không là thấy hung dữ rồi. Ôi, anh Linh này có làm gì chị Dân mà chị Dân cứ lấy cho. Để em biết. Sao là nhìn hồi cái thấy sao nè, ấm áp không? Dạ có. Bây giờ Hiệp tới giao lưu cảm xúc chút xíu nào. Yeah. Mình trao nhau cảm xúc ban đầu cái lại nắm tay cô gái đi. Đó, bước vậy tới em đi nói Hiệp. Cái gì chân thành nhất đúng đi. Rồi. Đó, mặc dù nãy là hai người đều ngầm nói là cho nhau cơ hội rồi đó, nhưng mà nhìn thẳng vào mắt nhau. Nói gì đó. Nhìn mặt anh hung dữ lắm nhưng mà anh rất là dễ thương. Mong rằng là mọi thứ là anh có thể làm cho em cảm giác an toàn. Cảm ơn anh. Bằng hành động, anh làm bằng hành động chứ anh dở thì như giặc á. Em cười tươi lên cái coi. Cười đẹp ghê mà nó không chịu cười. À, hát tặng bài đi Hiệp. Em hát một đoạn Đứa Nước cho mình vui nha. Đúng rồi. Hai tụi em cưới nhau tụi anh vui luôn á, cả nước vui. Và mắc cả gói chợ luôn. Ta đi cho mùa nắng sao vàng rực cờ tung bay. Dồn dàn về mê say những bước chân dồn về đây Sài Gòn ơi vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng ôi hạnh phúc vô biên hát nữa đi em những lời yêu thương. Yes. À, nhà gái mình làm liền em đừng để bị thua. Chờ người tên là tên đầu tên rực rỡ tình trong di vắng nhạt nhòa vào mùa trăng đó chẳng từ phương xa về như giấc mơ. Giọng nghe rất là xúc động luôn á. Cặp này hát hợp nhau nè. Để xem đây có phải là người để cùng trò chuyện, tâm sự, cùng về chung một nhà hay không? Nếu đúng, thì bấm ngay cái nút đó. 1, 2, 3. Trời ơi, gian. Bấm một lượt luôn mới ghê chứ nghe cái sát cấp. Dứt khoát luôn đó. Rồi bây giờ nè, có ba má nè. Bây giờ nắm tay, vẫn nắm tay thế nào? Nào, có ba được rồi đó. Bây giờ em phải xin phép bạn hôn một... Dạ, xin phép hai bác. Xin phép em.
Đó, trời ơi, đúng là cái ông gọi là dạng ngõ luôn á. À, với không gọn gàng ở dơ mà không gọn gàng còn mệt dữ nguyên. Với nóng tính ở dơ không gọn gàng ta nói cái nóng tính cái là ta. Mời nhà trai. Rồi, mời em trai. Chào anh. Xin mời nhà gái. À, mời đi cưng. Rồi, bây giờ thì mời nhà trai giới thiệu lớn lên cho bên nhà gái cùng nghe luôn nha. Dạ, em xin chào khán giả, chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và chào bạn đồng hành. Em tên là Ngô Đình Đào. Em năm nay 42 tuổi. Làm nghề rửa xe. À, dạ. Mình rửa xe rồi, rửa xe máy, sửa rửa xe ô tô. Dạ, tất cả xe ô tô, xe máy. Ồ hay. Dạ, ngày nay hot lắm á. Rửa xe giờ 80 trăm mấy không á. Dạ. Rửa ở đâu vậy Đào? Dạ, ở đường Đồng Đen, Bầu Cát, Tân Bình, Tân Bình. Con xin chào cô Hồng Vân ạ. Con chào chú Quyền Linh và em chào bạn nam bên kia. Em tên là Trần Thị Ngọc Bích, năm nay em 29 tuổi. Hiện tại thì em đang kinh doanh hai tiệm áo cưới ở Thủ Dầu Một, Bình Dương ạ. Một mình em mà có hai tiệm kinh doanh là của dạ. Một mình em hết đó. Dạ, em gầy lên, dạ. Em quản lý hết luôn. Dạ đúng rồi ạ. Rồi rất là giỏi nghe em. Còn bên nam là tiệm rửa xe, cũng là dịch vụ phục vụ khách hàng. Chăm sóc khách hàng luôn á. Anh nghĩ rằng hai em á là có một cách giao tiếp với khách hàng rất là tốt mới làm được điều đó. Nhà trai giới thiệu một chút ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Cái khả năng giao tiếp thì em cũng có chút, nhưng mà không biết đó là ưu hay là khuyết, tại vì cũng nhiều bạn gái cũng không thích em. Sợ lỡ trong khuyết điểm của em thì nhiều lắm kể không hết. Thí dụ vài cái khuyết điểm đi. Ở giờ coi khuyết điểm mà là với không gọn gàng ở dơ mà không gọn gàng nó còn mệt dữ nữa. Với nóng tính ở dơ không gọn gàng ta nói cái nóng tính cái là ta. Ủa nhưng mà ở dơ ngày anh tắm mấy lần? Dạ không, cơ thể thì không có nổi dơ, nhưng mà cái phòng ngủ cơ thể nó phòng ngủ sạch. Dơ đúng không? Phòng ngủ bừa bộn đúng không? Thậm dạ. Chí cái chỗ rửa xe nó sạch hơn cái phòng ngủ luôn. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi, tại cái đó là nơi khách nó tới mình phải chăm chút cái đó. Ừ. Còn cái phòng ngủ mình đâu có ai vô đúng không? Dạ. Nửa vợ vô, vợ lo cái phòng ngủ được. Ừ, thôi dạ, để hỏi bên đó. Đây coi tính tình ta có gọn gàng không nè? Dạ gọn gàng. Gọn gàng có sạch sẽ không? Dạ có, tại vì em làm bên ngành cưới á. Ừ, thì đó thì để hỏi vậy để mai mốt bù lợi cho anh kia. Điểm mạnh của em đó là em sống tự lập. Em giỏi giờ về giao tiếp. Em rất là đam mê kinh doanh. Ừ. Em máu kinh doanh dữ lắm. Và em rất là biết cách lấy lòng người lớn. Ừ. Cáp vô một cặp là coi như lấy hết tiền của thiên hạ. Đúng luôn. Luôn á. Ghê thiệt chứ. Không chừa phần ai. Chào chị. Ừ. Chị ở bên đây chị ấn tượng với cái giọng nói của em ghê luôn. Cái voice của em rất là chắc. À, cảm ơn chị. Mà nó vang á. Dạ. Những người đàn ông vậy thường hay thành đạt á. Dạ. Em thấy anh Quyền Linh không? Giọng anh thấy ghê không? Bởi vậy MC Quốc Dân là vậy đó. Dạ. Vậy là Đào có mấy mối tình rồi? À, em có gia đình và em ly hôn khoảng 7 năm nay rồi. Có con chưa? Em có con? Dạ có rồi, một bé gái 13 tuổi. Dạ. Ở với mẹ? Dạ. Ta hay nói là con chim mà nó bị thương rồi đó thì nó ngại đậu lên những cành cong. Nhưng mà anh chưa kìm được cái cành nào thẳng, nó chắc là nó không có dám đậu. Vậy thì nói ra nó hơi yếu xíu, nhưng mà thực tế là như vậy. Chia tay đó là ai chủ động trước? Cả hai cùng chủ động chị. 7 năm qua thì có gặp lại nhiều không vậy em? Dạ tụi em vẫn giữ liên lạc ở góc độ bạn bè để tạo điều kiện chăm sóc con. Chăm sóc cho con? Dạ. À. Có khi nào mà ta nghĩ người ta nói tình cũ rủ cũng tới không? Dạ cũng có một chút giai đoạn, nhưng mà nó cũng lâu rồi, nhưng mà cả hai cũng nhìn nhận là không được thì không thể được. Dạ không thể được nữa, giống như cái đinh nó đóng vào cái miếng dán là rút ra nó vẫn còn cái lỗ. Người đàn ông thế để đàn gái hiểu đúng rồi rõ hơn về đàn trai. Nhưng mà con gái em nó có đồng ý cái chuyện là nếu mà em có người mới không? Dạ có, cách đây hai bữa em có nói, bé vẫn nói là ba lên đó thì ba cũng nói là ba có một người con là con nha. Thấy thương á, đã bằng tuổi Bí Ngô với lại Lê Mạc Dẻ đó. Thành ra là cái tuổi đó là tuổi nhạy cảm lắm á. Yeah. À mà em vui, em đồng ý cho ba em thì mọi chuyện là suôn sẻ hết, không có vấn đề gì. Không có, nó nhằn cũng mệt lắm. Ờ, đó không, em không chịu là cũng mệt lắm á. Yeah. Ok, rồi bây giờ hỏi tới nhà gái nè. Em có ngại về cái vấn đề anh nó một lần gãy đổ không?
Dạ không sao ạ, tại vì thật sự thì em cũng đã từng ly hôn rồi ạ. Ồ, tức là ly hôn bao lâu rồi? Dạ được 2 năm rồi ạ. Được 2 năm, lý do? Chung là cũng do hai đứa em thôi ạ, chứ không phải riêng vì một mình ai hết. Dạ. Rồi em có con chưa? Dạ có, em có một bé gái 2 tuổi. Ở với bà ngoại. Ở với bà ngoại, nói chung là ở bên mẹ đúng không? Dạ, rồi đúng bà rồi. Ngoại canh giùm, dạ. Chăm sóc giùm. Dạ. Vậy tổng cộng nhà có 2 gái đó. Bé 2 tuổi nữa đó. Rồi. Rồi đến quan coi nhà gái sao nha. Đào 42 tuổi cũng đâu có lớn tuổi gì lắm đâu. Nhìn trẻ lắm nghe, 42. Con chào chú Nguyễn Linh. Trời ơi, em gái xinh đẹp. Chào anh thôi, để anh để chú bị tổn thương. Chú đó. Cũng được, chú bác thì cũng được. Chào chú cả. là anh bị tổn thương đó cưng. Không sao đâu, chú bác thì cũng được hết. Dạ. Chú là idol của con á. Hả? Chú là idol của con á. Cảm ơn con nha. Rồi, bà nhà gái mong muốn một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ thì con cũng đã từng đổ vỡ rồi, thì cái vấn lý do mà quan trọng nhất đó là con bị thiếu thốn về tình cảm á. Ừ. Cho nên là con muốn mẫu người sau này của con á là giàu tình cảm, không có sống vô tâm. Có một mẫu hình lý tưởng nào không? Cao 1m7 trở lên. 7 trở lên. Tại vì con cũng lùn quá. Cho nên là con muốn bạn trai của con cũng cao cao chút xíu. Bạn trai của con là không hút thuốc, không vũ phu nha, và phải đam mê kinh doanh giống như con. Con cũng thích kinh doanh vậy lắm, con thích bạn trai con là đam mê kinh doanh để có thể dạy cho con nhiều bài học hay về kinh doanh này nọ. Đây đam mê kinh doanh có rồi đó. Dạ. Nhưng mà còn cái hút thuốc, nhậu nhẹt, vũ phu gì đó. Sự là cũng không thích người đàn ông vũ phu và chắc chắn là em không có tính đó. Nhưng mà hút thuốc thì em có, với lại 1m7 thì em không tới, thì em có 1m65 mà. Thường mà em là mặt ngầu lắm, mặt lạnh lắm. Nên hay là gọi em là Đào lạnh lùng là vậy. Vừa lùng mà mặt lạnh nữa, nên là lạnh lùng. Ở bên đây thì thấy rằng là bạn gái đang muốn 1m7 thì anh nghĩ rằng đây 1m65 mang dài lên cũng không sao. Hả? Mang dài 7 phân lên, từ giờ ta mang cả tất không à. Dạ. Thành rồi. Bây giờ thì mình hỏi ý kiến người thân đi. Hôm nay em đi với ai? Dạ, nay em đi với em gái của em chơi thân ạ. Chào em gái. Rồi. Dạ. Dạ, con chào chú rồi, Quỳnh chào Linh con. Và cô Hồng Vân ạ. Dạ, con là em của chị Bích ạ. Thì em thấy anh này cũng rất là dễ thương. Với chị của em rất là giỏi về kinh doanh. Dạ. Nói chung chị em rất là mạnh mẽ luôn. Nếu mà được thì em mong hai người lại thành một cặp ạ. Rồi. Anh cảm ơn em. Nói rất là xúc tích luôn á. Trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với một người anh họ của em là anh Minh, với lại một số anh em đồng nghiệp. Tuy anh rất là trẻ nhưng tại để râu nhìn hơi già. Xin chào chương trình, chào MC Hùng Vân. Dạ em chào. Chào MC Quyền Linh. Tôi là anh của Ngô Đình Đào. Anh em là anh em họ mà chơi với nhau cũng như là anh em ruột thân lắm. Cho nên là mình biết tính em mình, nói chung là nó rất đam mê mà nó là chân thật, là chịu khó nữa. Bây giờ tôi nhận xét về cô là Bích đây. Mà tôi thấy là cô này dễ thương ạ. Ngon à. Ngon à. Trắng coi như bông bưởi à, chứ không có giỡn à. Xinh đẹp á. Cái nước này nước D à, chứ không phải nước. Đó, hết chính xác. Cho nên là anh thấy như này Đào. Dạ. Hai người thấy thì nói chung là một người thì đã từng gãy gánh, một người thì cũng lỡ chứng đò. Anh thấy là nó hợp thì em và Bích thì mình cho nhau một cơ hội ha. Cũng mong cho cặp đôi này là vợ thành chồng để anh đi đám cưới, đi mô tô rồi mình làm rước dâu đồ với ồn ào đồ, đúng không? Dạ. Rồi xin cảm ơn chương trình. Rồi cảm ơn anh. Rồi bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Mở rào. Anh chào em. Dạ, anh chào em. Quá trời trời đó. Tôi phải lên tôi cầm phụ anh rồi đó. Anh có bó hoa tự làm, nó không được đẹp nhưng mà đây là cái tấm lòng cảm của anh. Cảm ơn anh nhiều ạ. Cái này là đẹp lắm rồi á. Cái này chay nước hoa. Em cần xịt không anh? Đúng rồi đó, xịt cái mùi nó, đúng cái mùi của nó, mình nó, hay cái không? Cái gu mình không, đúng không? Lâm cho nó rồi thơm coi. Đó. Anh xịt cho em nha. Đó, cưng ghê không? Đúng mùi mình thích không nè? Dạ mùi thơm lắm chị, dễ thật dễ chịu lắm. Không nhận thơm, y dầu thơm luôn. Thơm thiệt. Dạ anh ơi, em cũng không biết tặng anh cái gì á. Em là bên ngành cưới á. Cho nên là em sẽ tặng anh bộ đồ vest ha. Trời ơi, rồi mở ra luôn. Dạ anh cũng muốn mở thử đi coi nó có vừa không. Đào mở ra luôn, Đào thử luôn. Dạ, Đào em thử luôn nha chị ha. Thử cái áo khác luôn coi. Ngại quá. Thay kia luôn, thay kia.
Trời ơi. Ơi. Wow, mặc luôn. Mặc luôn Đào, mặc luôn đi chị. Ấy cái cổ anh ra cưng. Ấy cái cổ cho anh cho nó chỉnh chu xong rồi mặc luôn đi cưng. Vừa luôn. Có điềm rồi nha, có điềm rồi đó. Dạ được rồi. Trời ơi. Hai đứa chụp tấm hình luôn đi. Giống như quá trời. Anh cảm ơn em rất là nhiều. Vừa in luôn á, ghê thiệt chứ. Chúc mừng. Rồi hai đứa nói chuyện đi. Dạ hồi nãy em có nghe anh nói là anh nóng tính á. Dạ không biết là anh nóng tính như thế nào vậy anh? Anh chơi mô tô. Anh nóng tính là anh lấy xe, anh chẳng hạn anh chạy ra Phan Thiết rồi anh chạy về. Vậy đó, nếu ở nhà có đồ gì để rẻ thì đập một hai cái. Vậy thôi chứ không có cái chuyện vũ phu. Lúc nóng lên sao biết được cái nào rẻ, cái nào mắc. Cái kia lựa chứ. Có một sự tính toán nhẹ hả? Anh nóng là anh đừng đập em là được. Chắc đập đồ nhựa không quá ha. Ừ. À, thí dụ hẹn hò nhau em ở Bình Dương đúng không? Dạ đúng rồi, em ở Bình Dương. Ở Thành phố Hồ Chí Minh để xem thế nào. Vậy anh cảm thấy đó, khoảng cách nó xa quá không? Anh trời có ơi, cái mô tô người ta phóng một cái dèo. Giận người ta đi Phan Thiết rồi sáng đêm người ta về người. Bình Dương là cái gì đúng không em? Dạ. Chạy từng tiếng là tới với em à. Dạ. Làm gì tới. Cái khoảng cách địa lý thì theo anh nghĩ thì nó cũng không có gì là cản trở. Em hỏi thử đi, nó anh Đào anh nhìn em có anh thấy nhắm cái cành cây này nó có thẳng không hay là nó cong? Cơ bản là nó cứng. cứng đậu được đúng không? Cứng đưa cứng để đậu được rồi đúng không? Thì cảm giác em thôi thì cái gì cũng phải có thời gian thì em nghĩ vậy. Dạ thì thật sự thì khi mà em đã trải qua một lần rồi, em niềm tin về hôn nhân em nó bớt đi nhiều rồi á. Em sợ cái cảm giác đó một lần nữa cho nên là em phải làm cái người nào đó làm cho em thật là sự tin tưởng chắc chắn là sẽ mang tới hạnh phúc cho em á, thì em mới dám thêm một lần nữa chứ em cũng sợ. Đúng đó. Dạ. Anh thấy thế này nè. Đúng rồi. Giữa hai em á đều chững chạc hết rồi. Dạ. Có thể quyết định rất là sớm nhưng có thể không quyết định gì cả. Dạ. Nếu như chính xác chúng ta biết đây là một nửa thương của mình, quyết định luôn. Dạ. Anh nghĩ rằng là em nên đến bên bạn gái, nắm tay bạn gái để chúng ta có thể trao nhau một cảm xúc đầu tiên. Anh nắm xin tay đi. Nắm hai tay luôn, nhìn thẳng. Nắm hai tay luôn, nhìn thẳng mắt cô gái. Vì sao anh nhớ em thế này? Trời ơi, tôi tưởng tất nhung hoàng. Nhớ hả? Đông đầy trong lòng mặt. Trời ơi hát. Buổi chiều con gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay. Hay quá em ơi. Trời ơi. Bích hát đi, nhìn tặng hát Đào một bài đi. Này này là anh gì ơi, anh gì ơi, anh gì ơi. Ở lại và yêu được không, yêu được không, yêu được không. Đời này ta chỉ mong bên dòng sông ngoài có nhớ có thương. Ý, được đấy. Đấy. Một chút thẹn thùng như thế, đó là một trong những điều rất là ấn tượng. Ngày hôm nay anh nghĩ rằng là các bạn đủ lớn, đủ suy nghĩ, đủ để chúng ta có thể quyết định một điều lớn lao trong cuộc đời của mình rồi. Và tiến hành bấm nút thôi. Nếu các bạn cảm giác đây một nửa mảnh ghép của mình, bấm ngay, đừng chờ đợi gì cả. Đúng rồi, không cần tôi đếm nếu luôn. Nếu thích, chúng ta bấm luôn. Một. Nếu đúng, bấm. Không đúng, chúng ta nhường nút bấm cho người khác. Hai. Đó, người ta bấm mất rồi. Hai, ba, rồi xong. Hết thời gian. Đào rất là nhanh nhạy nha. Một cái phật là bấm liền thôi, không cần suy nghĩ. Bấm tay nào. Nói chứ các bạn thật sự là đủ lớn để quyết định những điều lớn nhất trong cuộc đời của mình rồi. Rồi Đào ơi, gặp một nụ hôn đầu tiên đi, hồi nãy thấy mấy ông anh suối quá suối kìa. Hưng đi, hưng đi đó. Bây giờ đến cơ hội của em rồi đó. Mà anh khoái nhất cái đoạn đó thôi. Thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30% khi đến mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Mong rằng những bộ cánh lung linh tại The Maven sẽ giúp buổi hẹn hò của bạn thêm phần lãng mạn và đầy yêu thương. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Hệ thống cửa hàng Mori Italia tặng bộ quà quy ngương và voucher 2 triệu đồng mua sắm tại các cửa hàng trên toàn quốc. Mori Italia gồm các thương hiệu hàng đầu thế giới và gia dụng, nhà bếp, nội thất và thời trang và phụ kiện. Chúc tình cảm cặp đôi hạnh phúc bền vững nhé.
gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản sản xuất tại Hàn Quốc đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Rồi, nào hãy đưa nhau đi đến bất cứ nơi nào mà mình yêu thích. Như vậy là chúng ta đã thấy cặp đôi đầu tiên họ đồng ý hẹn hò với nhau. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin mời quý vị đến với cặp đôi tiếp theo. Đàn ông để tóc như thế nào không? Dạ gọn gàng là được không? Tóc gọn ha. Dạ này quá gọn ha. Tóc trắng ngay trán không? Tóc giống tóc chú Quyền Linh đó con. Ra đây, đi ra đây nè. Tóc này giống tóc tôi. Trời chú. Đó. Đó con. Con có thích cái tóc mà mái trắng thích vậy không? Tóc chú tôi. Hôm qua là chú lấy cái rổ á con, chú úp lên. Tóc anh đây cũng ngang ngang vậy đó. Thì nó không bằng chú thôi. Cái anh đó trưởng thành, tính ấm áp một chút xíu, biết quan tâm tới người khác. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi trai. Rồi, xin mời nhà gái. Giới thiệu về mình đi em trai. Lần đầu tiên con xin chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân và bạn gái bên kia và quý vị khán giả đang xem chương trình. Con tên là... Quên tên luôn hả? Con tên là Thanh Tùng. Cái gì Thanh Tùng? Nguyễn Thanh Tùng. À, con đến từ đâu? Con đến từ Đắk Nông. Con làm gì Tùng? Con cái nghề con thì làm vườn thôi. Con năm nay 29 tuổi ạ. Vườn con trồng gì vậy Tùng? Dạ, vườn con trồng cà phê, tiêu, điều cao su. Là vườn nhà của con hay gì Tùng? Dạ, vườn của con ạ. Bao nhiêu mẫu con? Trước kia là nhà con có 10 mẫu. Nhưng mà sau này em gái con lập gia đình. Chia cho mỗi đứa em gái 5 sào. Và lấy chồng cho một đứa em gái mỗi đứa một cây vàng. Bốn đứa em gái thì đã lập gia đình hết rồi. Có lý lịch rất ngang đàn trai vậy đó. Bộ mà nha. Còn vậy đó. Ừ. Rồi giờ mình giới thiệu nè. Con chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh. Con tên Đinh Thị Trang, năm nay con 28 tuổi. Làm nhân viên văn phòng, con làm ở bên Thủ Đức. Chị quê con đâu? Dạ con ở Đồng Nai. Đồng Nai là huyện nào? Huyện Định Quán, có đá ba chồng ạ. Bây giờ mình nói chút xíu ưu điểm, khuyết điểm của mình đi Tùng. Ưu điểm của con là từ nhỏ là con có một tính rất tự lập. Thứ hai là con làm việc rất trung thực. Bất cứ việc gì con đã làm là con phải có trách nhiệm với nó. Đúng. Hoàn thành tốt nó. Quá tốt. Dù nó có khi mà làm nó xảy ra sự cố hay gì đó, nhưng mà mình cố gắng khắc phục hết mọi thứ để hoàn thiện, để không bị sai sót nhiều quá. Rồi, con có điểm yếu gì không Tùng? Điểm yếu của con là hay lo và có tính bi quan. Bây giờ con lo gì mà thấy con run quá vậy? Dạ, lo lắng liệu mình có thể hiện tốt trước bạn gái cũng như gia đình bên bạn gái hay là... Có chú người ngồi đây không lo gì hết, giờ thoải mái lên ha. Đúng rồi, rồi con bi quan cái gì nữa Tùng? Dạ, con làm việc gì con cũng suy nghĩ cái chiều xấu trước. Con sẽ suy nghĩ nó xảy ra đến mức nào. Đúng, giống chú. Sau đó là mình... Mình suy nghĩ giống như mình làm việc gì nó... Cái, thí dụ thất bại thì sao ta? Mình tính trước đi. Để khi tới đó mình đừng có sốc, nhưng mà khát vọng mình vẫn phải muốn chinh phục để thành công. Dạ. Nhưng mà suy nghĩ điểm xấu nhất nó là như thế nào, đúng không? Dạ. Tốt, không sao cả, đó không phải điểm xấu đâu con. Rồi thôi bây giờ bên đây mình nói đi, mình nói về mình chút xíu đi con. Dạ ưu điểm con nghĩ là con dễ gần với lại rất đúng giờ, rất nguyên tắc à. Với rất biết suy nghĩ cho người khác. Khuyết điểm con là hay quên. Với lại con bị cảm xúc nó chi phối nhiều á, là thiên về tình cảm nhiều hơn. Chứ là nhiều việc con không có xử lý theo lý trí được. Con xử lý bằng cảm tính. Dạ, chứ còn không xử lý bằng lý trí hả? Vâng. Con có sợ yêu xa không? Dạ không, con sợ yêu xa. Con nghĩ là ít gặp nhau thì khi mà mình gặp nhau cái cảm xúc nó nhiều hơn, với lại mình trân trọng cái giây phút đó nhiều hơn. Tùng đó giờ có mấy mối tình rồi? Từ đó giờ con có một mối tình từ thời học sinh. Tuổi thơ con thì nói chung nó cũng xảy ra một sự cố là rất là buồn. Mẹ con với ba con thì kết thúc nhau sớm. Rồi con với cũng cùng mẹ cùng để làm để nuôi em, rồi con cũng lo đi học. Mà khi trong quá trình đi học thì có bạn đó là trong gia đình bạn có điều kiện ấy. Mà con đi học hồi đó nhà cũng nghèo lắm. Áo trắng con mặc mà nó cũ thì cả đồ của con mặc là người khác cho, chứ con đâu có được có tiền mà.
mua áo để em mặc đâu. Đồ con là cậu con cho con mặc lại. Cái khi đi học cái bạn gái thấy con, hồi đó con không có cảm giác là học là gì đâu. Lúc đó con cảm giác như là mình đi học cũng như nó buồn. Cái hai là gia đình nó nghèo nữa, đi học người ta hay nói nhà không có ba thì gia đình nghèo rồi người ta chăm chọc mình. Đó cho nên cái bạn gái ngồi cùng con bạn động viên con nhiều lắm. Bạn động viên con học kêu rồi. Dù thế nào bạn phải học đi. Bạn phải vượt lên. Đừng vì vậy mà mình rồi nảy sinh tình yêu với bạn đó. Là tự nhiên em con thương thầm bạn ấy. Từ đó lớp 6 đến lớp 9 luôn. Nói chung là con cũng thăng trầm, hỉ nổi, ố cũng trải qua nhiều rồi. Cũng là một người đàn ông bản lĩnh vượt qua những khó khăn rồi ha. Con có trải qua mấy mối tình rồi? Dạ con chỉ có một mối tình đơn phương năm 26 tuổi thôi. Tới giờ này bạn có biết là con đơn phương bạn chưa? Con có cái là con thích ai là như cả thế giới đều biết nha. Nhưng mà bạn không có tiếp nhận cái tình cảm của con. Tại vì cái bạn đó là có bạn gái rồi. Ồ, vậy hai đứa con giống nhau quá. Thì bây giờ con mong muốn là cái người bạn của con sẽ như thế nào, người yêu của con? Dạ, cái anh đó trưởng thành, tính ấm áp một chút xíu, biết quan tâm với người khác. Trưởng thành là có rồi đó nha. Ấm áp thì chưa biết chút xíu, con rờ có ấm không có luôn đó. Nha, quan tâm là có luôn. Bởi vì nhà bốn em gái, cô ấy đi học vừa làm để phụ gia đình đó. Phụ mẹ từ lúc nhỏ nuôi em gái mà. Chào con. Chào cô. Rồi còn ngoại hình thì sao? Chỉ cần cao hơn con chút xíu được rồi. Con cao nhiêu? Cao 1m55 thôi à. 1m55 hả? Chứ con cao nhiêu? Con cao 1m69. Con 1m69 lận gần 1m7 đó con à, yên tâm hả? Được. Con có thích đàn ông để tóc như thế nào không? Dạ gọn gàng là được rồi. Tóc gọn ha? Dạ. Này quá gọn rồi. Tóc trắng ngay trán không? Tóc giống tóc chú Quyền Linh đó con. Ra đây, đi ra đây nè. Tóc này giống tóc tôi. Chào chú. Chào con. Con có thích cái tóc mà mái chấn thích vậy không? Thích tóc chú không? Hôm qua là chú lấy cái rổ á, con chú úp lên. Tóc anh ở đây cũng ngang ngang vậy đó. Điều nó không bằng chú thôi. Thích người đàn ông như thế nào? Sáu múi hay là ốm yếu hay là mập mạp hay là sao đó? Không, có một chút thư sinh xíu. Dạ. Tao được ước thấy thôi. Được rồi, được rồi. Con muốn có một mẫu hình trong mơ thế nào? Con thích một người bạn gái có tính gọi là biết chia sẻ, đối nhân xử thế trong lời ăn tiếng nói trong gia đình. Cái thứ ba đó là da trắng. Trắng. Cái cuối cùng đó là đừng ích kỷ. Có thích gái đẹp không? Dạ. Đẹp hay dễ thương? Con nghĩ là dễ thương sẽ thương nhiều hơn. Đẹp. Thích dễ thương đúng không? Dễ thương cũng được, cái nào cũng tốt hết chứ. Đẹp khác dễ thương nha ông nội. Đẹp. Ông nói tôi đi, tôi đẹp hay dễ thương? Cả hai. Con đi với ai? Dạ con đi với đồng nghiệp con. Đồng nghiệp. Con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh. Qua cái cách nói chuyện của bạn nam này á thì con thấy bạn là một người rất là thật thà. Ngại một cái là hai bạn bây giờ cái khoảng cách địa lý hơi xa, và trong khi đó công việc của bạn Trang á thì đa phần là làm việc ở công ty, cái thời gian mà dành cho bản thân cũng không có được nhiều lắm. Vì vậy cho nên là bạn có thể nói về khoảng cách địa lý thì hai bạn có thể là dành cái thời gian nào đó trong tháng một vài ngày để hâm nóng lại hoặc là để làm nóng cái tình cảm của mình lên. Rồi cảm ơn nhà gái. Còn con, con đi với ai? Dạ hôm nay con đi với mẹ con. Chào anh Nguyễn Linh và cô Hồng Vân. Tôi ở nhà cũng coi miếu rồi cũng khuyên nó nhiều lắm, cũng muốn về đăng ký rồi đi tìm vợ. Mà giờ nói thì nó ngặn ngào khó nói quá. Sao vậy? Sao có gì thì cứ hai con tìm hiểu má thấy được. Thế hả? Đấy, chú Quyền Linh với cô Hồng Vân mà làm mai cho con được rồi. Má cũng mừng. Rồi. Nói một vài câu với con dâu tương lai đi, cảm nhận cháu thế nào? Má thấy con cũng dễ thương. Dạ, cảm ơn. Má có khuyên lời nào với con trai của mình không? Dạ, má khuyên là con trai cố gắng chinh phục bạn này đúng không? Dạ. Trời ơi, đâu phải đơn giản đâu. 14 đứa con gái, một người con trai, giờ 4 đứa đi lấy chồng hết rồi, còn đứa con trai trụ cột đi lấy vợ, má hạnh phúc chứ?
đúng không cô hả? Còn thằng con trai thôi, có dòm hết cho nó chơi trượt. Thôi mở rào. Bắt đầu đi Tùng. Chờ anh. Rồi đứng anh tặng hoa đi, chết đứng nữa rồi, Tùng nó chết đứng luôn rồi. Chung là anh đến từ Đắk Nông xuống đây thì anh không có gì hết á. Chỉ có bó hoa tặng em. Dạ, em cảm ơn. Em có một món quà này anh. Trong đó là gia tự em làm á, và em cũng nghĩ là nó hợp với anh. Anh có muốn mở ra xem chứ không? Mở đi, mở đi Tùng. Anh mở đi. Trên đây là những con hạt em gấp á. Và có con là sẽ có chữ, còn có con là không có chữ. Anh muốn bốc thử một con thử. Anh thì anh thích màu hồng. Em sẽ lấy. Rồi anh mở ra. Lúc nãy em có nghe anh chia sẻ là anh là người lo xa đúng không ạ? Đúng rồi. À, khi mà anh bóc trúng con hạt này nè, anh chắc chắn không biết gấp nó đâu ha. Và khi mà anh mở ra, nếu mà nó không có gì á, trong tờ giấy này là không có chữ ha, là nó giống như là cuộc sống vậy đó. Là có những điều là mình, có rất nhiều điều là mình muốn, nhưng mà nỗ lực hết sức cũng chưa chắc là có được. Bóc thêm một con nào có chữ nó đi Tùng. Thử xem như thế nào. Không biết con nào có chữ. Thôi nào trong đó ghi ừ, em sẽ về Bình Phước với anh không? Thì rất mong nha. Không có đâu ạ. Đó, cái đó nhiều chữ á, cô liếc sơ sơ. Anh đọc không? Chúc anh bình bình an an, vui vẻ, vui vui, vẻ vẻ. Chữ em xấu lắm hả? Quãng đường phía trước. Đúng. Chúc anh bình bình an an, vui vui, vẻ vẻ. Quãng đường quãng phía đường trước. Quãng đường phía trước. Ok. Con cũng có một ước mơ này, con đang... Con nói luôn đi con. Thay vì con viết, bây giờ con nói luôn đi, con ước cái gì? Ước mơ của con là muốn trở thành mở một quán cà phê cho riêng mình. Đó là những cái cà phê con làm ra. Vậy là quá tốt rồi, con cứ viết lên ước mơ của mình. À, để anh nói trước. Anh nói thiệt là anh là người nông dân thật, chất phác lắm. Nhưng mà không biết là trong tương lai anh và em có thể viết lên được câu chuyện ước mơ của anh hay không. Nhưng mà anh mong hiện tại chúng ta cứ cho nhau một cơ hội tìm hiểu nhau. Anh cũng có ưu điểm gì đó để cùng viết lên ước mơ của em. Và ước mơ của em là gì? Con run hả con? Đời ai phải có ước mơ nha con. Em là cũng muốn là mở một cái giống như cái gì đó của riêng mình, giả sử như một cái tiệm may hay là một cái công việc gì đó mà nó cụ thể để có thời gian chăm sóc cho bản thân mình và cũng như dành thời gian cho gia đình thôi. Mà hiện tại thì em chưa hoạch định. Chưa nghĩ ra một cái nghề gì để làm cho phù hợp. Quán cà phê đó là tốt rồi. Đúng rồi, mở quán cà phê, quản lý quán cà phê đồ ha. Trao nhau cảm nhận thế nào đi, lần đầu tiên gặp nhau đó. Em thấy anh thế nào? Em thì thấy anh hiền, coi cách nói chuyện anh thì em thấy anh thật thà. Và theo như em nghe được cái chia sẻ của anh thì anh là một người trưởng thành. Cô gái nào đó mà lựa chọn anh thì về tương lai thì rất là giống như có một chỗ nương tựa rất chi là vững chắc. Thì em nghĩ vậy. Anh cảm ơn. Anh tính nói em nói có thể chia sẻ thêm nữa không? Tại vì em hay quên, chứ là em nhớ tới đâu em sẽ hỏi anh, chứ xíu là em sẽ quên mất không? Anh cảm nhận em. Em có phần sống gọi là nội tâm rất nhiều. Em là người thích được người ta bảo vệ, được tạo cho em cứ cảm giác được một mái ấm gia đình là ấm áp. Mà em cần một người đàn ông đủ trưởng thành để bảo vệ em, lo lắng cho em, chăm sóc cho em. Nói xa hơn nữa là cũng như làm gương cho em cũng như con của em. Vậy con thấy con đủ bao nhiêu phần trăm cho cái ước mơ đó? Theo con thì khả năng của con làm thì con sẽ cố gắng làm. Bao nhiêu phần trăm? Theo bản thân con nghĩ thì không ai trọn vẹn gọi là 100% hết. Nhưng mà con sẽ cố gắng làm hết 100% năng lực của con, những gì con đang có. Bạn trai bước tới nắm tay bạn gái đi, nói bằng cả trái tim của mình nha, nhìn thẳng vào nhau, chúng ta không có nhiều thời gian nữa.
anh hy vọng rằng hôm nay, khoảnh khắc này, hãy cho nhau một cơ hội. Nếu mà chúng ta cùng nhịp, tim cùng đập thì chúng ta cùng đi xây dựng ước mơ của hai đứa. Rồi. Em có suy nghĩ gì không? Em có một cái đó là trong tình cảm á, là nếu một khi em có cảm xúc với đối phương thì phải như bằng mọi cách em sẽ cố gắng nắm bắt. Còn nếu như không có cảm xúc thì em sẽ không miễn cưỡng. Hết thời gian. Nếu đúng chúng ta có cảm xúc thì đừng ngại ngùng, bằng mọi giá bấm ngay cái nút đó. 1 2 3. Hết thời gian rồi. Như vậy là cô gái không bấm nút. Cho con chia sẻ một chút xíu, đó là em đúng như anh nhận xét, đó là em muốn có một người yêu thương, quan tâm em, bảo vệ em. Nhưng mà em muốn, tại vì em chưa từng yêu, chỉ là em muốn mình có được trải nghiệm những cảm xúc yêu đương như bao nhiêu người khác thôi. Chỉ là em không thể vội vàng đồng hành với anh được. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Hệ thống cửa hàng Mori Italia tặng bộ quà quy ngương và voucher 2 triệu đồng mua sắm tại các cửa hàng trên toàn quốc. Mori Italia gồm các thương hiệu hàng đầu thế giới và gia dụng, nhà bếp, nội thất và thời trang và phụ kiện. Chúc tình cảm cặp đôi hạnh phúc bền vững nhé. Dạ, em chào cô chú.